tin tuổi mới này, hai em chồng lớn này mà ngoan, bây giờ lại càng ngoan thêm này, là một thành viên rất là trong gia đình, tạo tạo một niềm vui rất là lớn của gia đình này. Thì bây giờ chú cũng là một rất là mong muốn được gần như cháu cũng được, giống như Vân nữa, gần như cháu cũng được, giống như Vân. Cách đây một năm thì nghe rất nhiều những cái sự vui mừng của một người bố mà khi mà bắt đầu là mới có đứa con đầu tiên, và anh ta hay gọi đứa con mình là khoai ngô sắn gì đấy, và điều đấy đã giúp anh hiện tại có một trang trại thật là tuyệt vời. Xin mời anh Bá Chính lời chia sẻ về trang trại của mình cũng như về ngô khoai sắn ở nhà. Chúng ta vừa giới thiệu mọi người ra đi. Đây, đây là đồng bố này, cái này là giới thiệu nhầm. Chúc mừng sinh nhật cháu. 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 Cháu muốn về sau trở thành hậu hoàng đế thì hãy gặp đến chú thế. Đúng không? Ăn gà chinh trí. Tình hình tình hình tình hình là Tin Tin là đang thiếu canxi và thấy là tóc tiếc là gọi là hơi thiếu cho cháu phải ăn chín chỉ nhiều quá. Bố mẹ cho ăn nhiều chín chỉ để có thêm mấy đứa cháu.